để vệ sinh Xiaomi Mi Nhai SC thì chúng ta sẽ thường làm những việc như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra hai hộp nước. Với hộp nước sạch, chúng ta chỉ việc thêm nước sạch vào thôi nhé. Với hộp nước dơ thì các bạn cần chú ý, mình sẽ mở cái vị trí ở đây, mở nắp này, mở ra hoàn toàn và chúng ta đổ phần nước trong này đi. Cái này có khử trùng bằng UV và có khả năng địa phân nước nữa, nên cơ bản thì hộp nước này sẽ được khử trùng hoàn toàn. Tuy nhiên thì lâu lâu chúng ta cũng nên cọ rửa một chút xíu để cho nó sạch hơn. Ngoài ra thì chúng ta kiểm tra thêm cái phần nắp này, đây là cái phao. Cái phao này chúng ta cần chú ý là nó đang được thả tự do hoàn toàn, nó không bị mắc kẹt gì cả. Sau đó thì chúng ta sẽ đóng kín cái này lại, đóng vào một cách chắc chắn rồi chúng ta mới bỏ vào trong này. Với phần robot thì chúng ta sẽ kéo robot ra ngoài và chúng ta sẽ vệ sinh nó. Thì đầu tiên việc hay làm nhất là chúng ta sẽ đổ bụi đi, mở nắp này, kéo hộp bụi lên và mở ra. Chúng ta sẽ đổ bụi trong này đi. Hộp bụi này chúng ta lưu ý có thể rửa được nhé. Thì chúng ta sẽ rửa hoàn toàn cả hộp bụi lẫn màng lọc, có thể tháo rời. Chúng ta sẽ đem giặt. Sau đó thì chúng ta sẽ mang phơi khô. Nó cần được phơi khô hoàn toàn trong 24 giờ trước khi được gắn trở lại máy nhé. Với mặt dưới chúng ta có thể tháo được hai tấm rẻ lau này, tháo hoàn toàn ra ngoài, có thể giặt và phơi khô riêng. Ngoài ra thì chúng ta còn vệ sinh thêm chổi chính và chổi cạnh. Những vị trí này thì chúng ta lưu ý là hay bị cuốn tóc. Chúng ta chỉ việc dùng một cái lưỡi kéo hoặc một cái lưỡi dao nhỏ, chúng ta cắt đứt sợi tóc cuốn ở đây. Với chổi chính thì chúng ta sẽ mở ở đây ra và lấy chổi chính ra ngoài. Trong hộp phụ kiện của máy sẽ có một cái lưỡi dao. Chúng ta dùng cái lưỡi dao đó chúng ta clear một đường ở đây, cắt đứt sợi tóc đang cuốn ở trên này ra một cách dễ dàng và vệ sinh hết nó đi. Khi gắn lại thì mọi người cũng cần chú ý cái phần đầu hình vuông ở đây sẽ được gắn trước vào một cái ngạnh. Sau khi nó gắn đúng rồi, chúng ta sẽ việc đặt nhẹ nhàng vào thôi. Khi đã đặt và xoay thử thấy nó xoay một cách dễ dàng, chúng ta sẽ gắn tiếp cái nắp che chổi chính về. Thì chúng ta cần đặt cái phần này vào trước, sau đó chúng ta mới ấn phía sau này vô. Có thể giật thử thì nó ở trạng thái di động như thế này, nhưng vẫn chắc chắn là chính xác nhé. Với hai vị trí rẻ lau, chúng ta chỉ việc để lại như vậy là ok rồi nhé. Lúc này thì chúng ta chỉ việc lật ngược máy lại và bấm nút quay trở lại thì máy sẽ tự động đi về. Ngoài ra thì lâu lâu chúng ta cũng nên vệ sinh những vị trí khác, ví dụ như là giải cảm biến phía trước được lau nhẹ qua mặt trên. Vị trí cảm biến LiDAR thì trong vòng khoảng tầm vài tháng chúng ta có thể vệ sinh thêm cái mắt laser bên trong này nhé. Và phần phía sau này thì lâu lâu chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái phần chân sạc của nó có bị mắc kẹt hay vướng gì không, chúng ta làm sạch nó đi là được nhé. Ngoài ra thì Mi Nhai SC Pro có một thứ khá là hay, đó chính là cái chain này. Chúng ta có thể gỡ ra được bằng cách bấm vào nút ở hai bên. Ở đây một cái biểu tượng hình nút khóa mở ra này, chúng ta bấm vào tương tự với bên này và sau đó chúng ta kéo cái chain này ra thì nguyên cái chain này có thể lấy ra được và chúng ta vệ sinh nó khá là dễ dàng. Mọi người chỉ cần dùng một cái bàn chải đánh răng, chúng ta chà rửa những khu vực này. Ở vị trí này chúng ta sẽ gỡ nó lên và lật cái này lên. Đây là cái màng lọc để cho chống việc những cái bụi rác lớn nó làm nghẹt cái đường ống bơm lên của máy nhé. Thì mọi người có thể lấy cái này ra, mọi người đánh rửa, vệ sinh nó dễ dàng hơn nhiều so với việc mà chúng ta phải thò tay vào tận bên trong. Sau khi mọi người làm xong, mọi người sẽ gấp nó lại, ấn xuống và đẩy ngược cái phần chai này vào. Kỹ lưỡng hơn thì chúng ta có thể vệ sinh thêm một vài thứ như là cái phần ống nước xả ở vị trí này, ống nước vào ở vị trí này. Xong xuôi thì mọi người sẽ đẩy cái chai này vào, đẩy sát và bấm vào nút hai bên ở vị trí khóa. Tôi đã vệ sinh xong con Mi Nhai SC Pro nhé.